anh tôi. Chào đây. Anh em chào nhà. Hầu ơi, nhớ 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 anh đi. Nhớ nhà đi. Nhớ nhà để có bài cấp cũng thua lỗ đi. Có đấy là mặt bằng thừa. Alo alo, kính thưa các vị và các bạn, tôi xin hát thán một bài tặng vị và các anh em hôm nay ban tổ chức rồi. Anh ra đây. Say tỉnh. Vì cái cá cược ạ. Cá cược thì mời con vị, năm con gà. Hôm nay đã chết sống tại đây. Đâu cả. Năm con quay từ đây rồi. Mấy người đã quay từ đây ra rồi không biết được. Tớ xin thưa các vị các bạn một bài. Ê cá khúc tao bơ tớ cá khúc gì nhỉ? Cá khúc A Thái. Cá khúc A Thái. Thưa các vị các bạn, bởi thế hạ thế hạ thế hạ bảo chú biết hát gì nhiều hơn, nhưng mà tôi muốn là hát thì hát bài nào nó hợp lý hơn nhỉ? Hát bài tình yêu đi. Hát bài tình yêu. Hát đi, hát đi, hát đi. Bài hát bài tình yêu thì bài nồng lá ơi, nồng bèn nồng lá cái chi đấy, anh có chỉ biết đây pin lo. Khai rằng cỏ chi biết gì là để nó nồng lá nóng bèn trai ơi ơi. Đó, đủ thật nha. Đủ thật nha. Bác sẽ cả vào một đồ giá tư bình. Lúc nãy là múc ứng. Được chưa? Được rồi, thế thôi. Cũng có chết đấy. Không, mỗi người một bát già lắm rồi đấy. Chúng mình là từ... Ai làm trước? Mình là từ bên này sao? Em. Toàn làm trước à? Trước à? Đôi trứng. Làm trước đi. Một chiều mặt bóng rồi. Phát lúc này không thành công. Thật nhá. Phát lúc này sẽ thành công. Cái hồi khám này. 2, 3, nào. Cố lên. Anh em chung tay góp sức với tôi cái này nào. Cố vũ đây, cố vũ kìa. Cố vũ nào. Cố nào hồi kiều đây. Cố vũ đi. Hồi kiều. 2, 3. Thằng kia chạy rồi. Thằng này chạy rồi. Không được, không được, chạy rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Còn lâu mới đến vòng mày. Đi nào. Theo kim đồng hồ đây. Ờ, bên kia nhá. Bên nào cũng không quan trọng. Bên kia chứ. Sợ khối cả số quầy. Tên tổng bên này mà. Đi nào không phải. Còn nhìn nó có đi cả. Tôi đang đứng cách xa anh em một tí, nhưng mà tôi xin nhắc lại với các bác là tuyệt đối không thực hiện hành vi này với bất cứ hình thức nào, bởi vì chúng tôi uống là chúng tôi không có đi xe máy, không có đi ô tô, không có lái xe, không điều khiển phương tiện nào cả. Chúng tôi uống ở ngay bờ ruộng, uống tùy tâm anh em, bao nhiêu uống được bao nhiêu, cầm cốc lên, cầm cái chậu lên. Uống được bao nhiêu tùy nha, chứ không được phép là ép nhau nha các bác nha. Chúng tôi đây là vui anh em trong bản thôi, ngay cạnh ruộng, ngay cạnh bản chúng tôi mới uống thế này. Còn các bác tuyệt đối không được phép ép rượu nhau kiểu này các bác nha. Còn tôi bây giờ thì nói thật ra là cũng phê phê rồi, nhưng mà tí nữa mà say quá thì mình ngủ ngay ở ruộng này, hoặc là đi vào cái lán đấy. Các bác nhìn thấy đèn chưa? Trong đấy nó sáng sáng một tí thì mình ngủ ở trong đấy, không có vấn đề gì. Xong là anh em đi bộ về bản ngủ thôi, chứ không được phép uống ở thành phố uống như này các bác nha. Xin nhắc lại, không được phép thực hiện hành vi này ở thành phố. Chỉ có trên bản thế này chúng tôi thực hiện ở ngoài ruộng, ngoài suối thôi thì mới uống được thôi. Uống mà này. Ô, uống nhiều thế, hết rượu người khác rồi. 1, 2. Mày ôm đi nhá. Đây là đi. Để tôi làm cái này. Vịt quay rất ngon, nhưng mà tôi phải để đấy mùi đó. Đấy.
Xin mời cổ vũ đi. Xin mời các bác nhá. Dù 25 dù 25 dù 25 dù. Chạy chết quả này. Chết rồi. Chạy cố lên. Cố lên. Uống nhai hết rồi, hết cái lá này. Còn 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 nén kín nhá, nhai hết rồi. Bỏ bồi xuống. 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 Bỏ Là... nào ông già nhất đây rồi, cô Thảo rồi, cô Thảo ơi, cô Thảo này à, cái này luôn, đang cho biết điện thoại đi, ôi có điện thoại rồi, kệ đi, cô đã điện thoại bỏ đó, điện thoại bỏ đi, điện bỏ đi, anh nhá, anh giúp tôi chứ đây, ôi rồi. Hello anh thêm. Vâng. Rượu thật à? Rượu thật đấy. Rượu thật đấy. Người không phải rượu giả đâu. Ôi giời ơi. Người chưa? Vâng. Chuẩn chưa? Rượu thật, rượu thật. Kiếm rồi, kiếm rồi. Bắt đầu nha. Bắt đầu đây. Hai, ba. Không phải hàng giả đâu. Ba. Ô lên. Bản ra xem hết rồi kìa. Anh Xuân nha. Anh Phương ơi. Thằng này nữa. Nào. Làm luôn. Một. Một nửa nha. Hết đi. Anh Phương chết rồi, bà ơi, Phương vào đây. Thằng này chết rồi. Chưa hết một vòng, chưa hết à? Cháu xin phép nhá. Còn nhiều thế. Mày nhả nhanh thế sao mùng to à? Anh Tấn nhá. Đầu tiêu đây. Hết nhá. Hết làm sao được. Còn hai người nữa. Còn hai người nữa đây. Ba người nữa. Và thằng Tùng chạy thôi. Nào hô đi. Hô lên. Tùng chạy rồi. Son. Ác thật đấy. Thằng Son nhá. Hai vòng. Say à? Phê rồi. Hai vòng hết rồi. Nhá. Mời nhá. Mời không mời các bạn cho một miếng thịt thế nào nhé. Một. Đã làm đâu? Cản lên rồi, cuối cùng cản lên. Còn ai nữa? Tùng. Thằng này ra. Đến lượt tao. Ngoài này đâu cái này cơ mà. Uống ở đây say không sợ đi xe máy, không đi xe ở ô tô. Mình uống thoải mái đi. Anh uống đi. Tao uống chơi luôn. Kinner. Cú Kinner. Hết chưa? Hết chỗ này à? Chết tay. Hai bên đâu? Hết rồi. Các bạn chơi bằng cả rượu này thì
không chịu đâu. Vui một tí thôi, anh em tôi ở đây là không phải đi xe máy, không phải đi ô tô. Chỉ có uống say và nằm tại đây mới uống các bác nha. Còn chúng tôi không khuyên cáo tất cả mọi hình thức uống rượu bằng cách kiểu này các bác nha. Trên đây. Uống rượu đi xe máy không đi đâu, tất cả đi bộ hết cả bạn. Thế em đứng góc kia nhìn kìa. Nào, vòng 2, vòng 2. Toàn nó mua ơi kìa. Toàn đâu? Toàn làm nốt à? Ha. Má mau dập đi một lần. Cha ó ó để không được luôn. Ô tao có ít cha ó là bớt tao lại để ó luôn là. Ăn con rồi bốc ở bốn rồi cho khóa. Đây nhau chủ á là để tao mới rõ đây nhau chủ là bay. Cái gì? Ô tí anh em mình ngủ lên luôn đi. Yeah. Quần cái kéo quá kìa. Không kha hóng là kha hóng. Không, đã mở cửa cho nó thái một tí. Kha hóng mà. Đang nói mà, mở cửa cho nó thái một tí. Nên là, nên cũng thế, xông thế mà cứ hóng rồi, nó hóng rồi. Đâu, 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 kha hóng, thế là đâu. Cháu mà chứ. Ai ở bên? Cháu ở bên nhà. Trong tâm trong. Con người. Bét tà lè. Bét tà lè. Ôi mà cái ngô đấy. Ngô đấy. Thấy tiếng xanh nhưng mà cái ngô.